Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 25 tháng 3 năm 2016, Viettravel đã tổ chức buổi lễ rút thăm cuối kỳ chương trình khuyến mại Tết Đoàn Viên. Dưới sự chứng kiến của đông đảo khách hàng, du khách Trần Hồng Sĩ ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tham gia tour Thái Lan khởi hành vào mùng 3 Tết là vị khách hàng may mắn nhất đạt giải đặc biệt Du Xuân 3 Thế Hệ. Đó là thẻ du lịch Viettravel BIDV Mastercard trị giá 450 triệu đồng. Họ và tên Trần Hồng Sĩ, mã số dự thưởng HCM0036758. Xin cảm ơn bạn. Vâng, và mình xin phép được đọc lại một lần nữa thưa quý vị, xin đọc lại một lần nữa. Một phần quà dành cho bạn, cảm ơn bạn rất nhiều. Họ và tên Trần Hồng Sĩ, dạ sĩ là sĩ y dài cho quý vị, dạ sĩ y dài. Mã số dự thưởng HCM là Hồ Chí Minh 0036758. Xin mời một bộ phận IT của Viettravel hỗ trợ. Ok ạ, à. Phiếu hợp lệ hay không hợp lệ ạ? Và phiếu hợp lệ. Và xin chúc mừng một lần nữa Trần Hồng Sĩ, mã số dự thưởng Hồ Chí Minh HCM 0036758 đã trúng được một thẻ tín dụng BIDV Viettravel, thẻ đồng thương hiệu với trị giá là 450 triệu trong tài khoản. Và chủ nhân này, ba tổ chức chúng tôi sẽ gửi về tới tận nhà cho thành viên đó. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng họ. Là thương hiệu lữ hành hàng đầu châu Á, Viettravel luôn chú trọng xây dựng những giá trị gia tăng nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng. Thành công của chương trình Tết Đoàn Viên 2016 diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2015 đến ngày 28 tháng 2 năm 2016 với thông điệp Hành trình yêu thương có tổng giá trị đến 8 tỷ đồng đã khẳng định vị trí hàng đầu của Viettravel trên thị trường du lịch Việt Nam. Kết thúc chương trình, trên toàn quốc có 13 khách hàng trúng thưởng máy ảnh Sony A6000 mỗi tuần, hàng trăm du khách sở hữu cúp bông du lịch và các sản phẩm điện máy gia dụng cao cấp. Ngoài ra, hàng ngàn du khách cũng được giảm giá nhóm trực tiếp, hoàn tiền khi thanh toán bằng thẻ Mastercard và ưu đãi khi thanh toán qua cổng 123 Pay. Trong 3 tháng diễn ra chương trình, Viettravel đã phục vụ trên 98.000 lượt khách, tăng 125% so với năm 2015. Trong đó, các điểm đến trong nước được du khách yêu thích là miền Bắc, miền Trung, Nha Trang, Đà Lạt, Ninh Chữ, Phan Thiết, Phú Quốc. Các điểm đến nước ngoài dẫn đầu là Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Dubai và châu Úc.